mãi mãi xong được cái đống này. Mệt quá. Ai làm gì mà chơi kỳ vậy? Trông cái thằng công nhân móc cống này trông hệt đấy nhở. Thật đấy, nhìn trông đáng như thật sự. Các người đừng có mà quá đáng nhá, đừng có làm những cái trò như vậy. Rồi cái thằng công nhân bẩn thỉu này, này mày về nhà mày tắm rửa thay quần áo rồi đủ sức nói chuyện với bọn tao nhá. Mấy người nghịch dại như vậy có đi báo công an bắt cái người không? Sợ quá này. Mày giỏi thì cứ việc báo đi, mà tao quên nói với mày nhá, bọn tao là con nhà quyền quý đấy, liệu mày báo có thành công không? Đừng có mà cậy quyền cậy thế, ức hiếp người khác như vậy, biết chưa? Mày... Thôi, chúng ta đi thôi. Ở đây phí lời với mấy cái loại người không xứng đáng nào. Này, nói cho mày biết nhá. Hôm nay coi như mày đen đủi mà động phải ông đây đang muốn gây chuyện thôi. Đi thôi người này. Anh lau tay đi. Chết. Cô đừng lại gần tôi. Tôi vừa móc cống xong hôi lắm, với cả nước cống đổ hết lên người tôi rồi. Tôi sợ làm bẩn cái bộ quần áo đắt tiền của cô. Tôi không sợ, anh cầm lấy lau tay đi. Lúc nãy bạn tôi có quá đáng, cho tôi xin lỗi nhá. Không có gì đâu mà. Tôi vẫn thường hay bị người ta coi thường như vậy thôi, tôi cũng quen rồi. Coi thường gì chứ, anh làm một công việc tốt đẹp như vậy, tại sao lại coi thường được? Cô nói cái gì? Đây là một công việc tốt đẹp á, tôi cũng nghe lầm không? Một công việc vừa có ích cho xã hội, vừa tốt cho cộng đồng, thì tại sao lại không đẹp cho được? Dương ơi, cậu làm cái gì mà lâu đấy? Bạn tôi gọi rồi, anh cầm lấy đi. Cảm ơn và xin lỗi anh. Cô phải cẩn thận đấy. Không biết mình còn cơ hội trả lại khăn cho cô ấy không nhỉ? 2, 3, go! Cả ly. Này, có khi là tuần sau chúng mình lại họp tiếp đi. Được đấy. Chúng ta đi ăn nhậu nhiều như vậy, vậy còn công ty ở nhà? Ôi trời ơi, đại tiểu thư như cậu thiếu cái gì tiền. Hơn nữa, cậu không lên công ty có một ngày, có làm sao đâu. Ở công ty của cậu, không phải là bố cậu lo toan hết mọi thứ đấy à? Thư nói đúng rồi đấy, chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ để hưởng phúc thôi. Tại sao không nhân cơ hội này đi chơi một chuyến? Huy nói đúng rồi đấy. Tớ đi vệ sinh một tí đã. Hai cậu cứ ngồi đây mà nói chuyện tiếp đi nha. Nào, chúng ta uống tiếp. Này, cậu định làm gì vậy? Dương này, chả nhẽ bao nhiêu lâu nay tình cảm tớ dành cho cậu không rõ à? Này, cậu bị điên à? Lần này tôi coi như ý, là cậu đang say nên không tự chủ. Nếu mà có một lần nào nữa thì tôi với cậu sẽ không là bạn nữa đâu. May quá, may mà cậu ta không đuổi theo. Cô gì ơi, cô có sao không? Nước của tôi này, cô uống đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh chính là người thợ móc cống hôm qua. Cô là chủ nhân của chiếc khăn mà chiếc khăn này đúng không? Đúng rồi. Chuyện hôm trước tôi xin lỗi anh nhá. Cô có lỗi gì đâu. Với cả tôi không phải là người hay để bụng đâu. Mà phải rồi, tôi đang phần vần mãi là không biết tìm cô ở đâu để trả chiếc khăn này. Bây giờ gặp cô rồi, tôi gửi lại cô chiếc khăn. Thôi, anh cầm lấy đi. Coi như là quà ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Như vậy thì có được không? Anh đừng ngại, chỉ là chiếc khăn tay thôi mà. Vậy được rồi, tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Mà nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Chứ đêm hôm khuya thế này, con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm. Vậy cho tôi cảm ơn anh trước nhá. Đi thôi. Tính ra hôm nay là tròn 1 tháng chúng mình yêu nhau rồi em nhỉ? Đúng rồi đấy, nhanh quá, em cứ tưởng là mình đang mơ nữa. Không phải là mơ đâu, đây hoàn toàn là sự thật đấy. Dương, hôm nay cậu
đến đây để làm gì đấy? Mà sao dạo này bọn tớ gọi cho cậu không được? Hay là cậu không muốn đi chơi cùng với cả bọn tớ nữa? Tôi thấy là mình không phù hợp để đi chơi với các cậu. Cái gì cơ? Thì ra là cậu từ chối cuộc hẹn với bọn tớ. Tớ đi chơi với cả thằng móc cống phế vật này à? Anh có thể gọi tôi là một nhân viên móc cống, nhưng mà tôi không phải là phế vật đâu. Đã nghèo còn bày đạt sĩ à? Hả? Thôi đi, cậu vừa phải thôi. Tuy là anh ấy không làm một công việc cao sang, nhưng ít nhất ý, anh ấy cũng làm việc có ích, chứ không như một số người. Cậu đang nói tôi đấy à? Tôi đâu có chỉ đích danh anh đâu. Chẳng lẽ là anh đã làm việc gì xấu rồi nên là có tật giật mình à? Cậu! Thôi, kệ bọn họ đi. Đây là lựa chọn của Dương cơ mà. Bọn mình nên tôn trọng cậu ấy. Được rồi, sẽ có ngày cậu phải hối hận với quyết định của mình đấy. Phục vụ, mang thêm rượu vào đây. Đừng có mà uống nữa. Cậu bị làm sao đấy? Tại sao phải đau khổ như thế chứ? Người ta có đáng đâu. Tại sao lại không đáng? Tôi dành tình cảm cho cô ấy từ lúc còn học đại học cái kìa. Thế mà cô ấy chả nói hoài gì đến tôi cả. Mà cậu biết điều gì còn cay hơn không? Đấy là cô ấy chọn một thằng chẳng ra gì để yêu chứ không bao giờ chọn tôi. Thì chính vì là như thế nên là tôi mới nói là không đáng đấy. Cô ta không biết đường lựa chọn, chọn một cái thằng không môn năng hộ đối với mình như thế thì chả là không đáng à? Thế bây giờ có cách nào để cô ấy quay về bên tôi không? Tôi đã nói rồi, cô ta không xứng đáng với cậu đâu. Cô ta không hề yêu cậu. Không hề yêu cậu giống như là tớ. Tôi có đang nghe lầm không vậy? Đúng rồi đấy. Tớ nói tớ thích cậu đấy. Tớ thích cậu từ rất là lâu rồi đấy. Nhưng mà cậu đâu có để ý đến tớ đâu. Tất cả mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào Dương cơ mà. Bây giờ tôi đang rối lắm. Xem bây giờ tôi chưa nghe thấy gì cả. Này Huy, Huy, sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ? Một người đau khổ lại muốn đi gieo rắc nỗi khổ cho người khác à? Phiền tài xế chở tôi đến công ty. À, sao xe vẫn chưa chạy thế? Ờ, bác Tài ơi. Xin lỗi nha, tôi không thể đưa cô đến công ty được và cũng không thể đưa cô về nhà được. Anh là Huy. Người yêu xinh đẹp, bây giờ thì em chẳng thể nào ra ngoài được rồi. Huy, cậu định làm gì? Ngày hôm nay, bằng mọi giá anh sẽ có được em. Tôi thả tôi ra, có ai không giúp tôi với? Em la nữa đi, la to anh đi xem ở đây có ai nghe được không? Hả? Trong này xe của anh cách âm tốt lắm. Gì đang xảy ra vậy? Em nhìn cho kỹ vào nhá. Đây sẽ là nơi tổ chức hôn lễ của chúng mình đó. Chỉ cần riêng tư hai người là đủ đúng không? Không, đừng có đụng vào tôi. Anh mà dám đụng đến tôi, bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Em nhắc anh mới nhớ đấy. Bố của anh với cả bố của em ấy là bạn thân làm ăn với nhau đã lâu năm. Bây giờ mà anh thành vợ chồng với em ấy thì kéo hai người đấy là hai người vui nhất đấy nhở? Đủ bị ổi. Em muốn gọi anh là gì cũng được. Bây giờ ấy, anh chỉ cần làm cái điều mà anh muốn thôi. Anh định làm gì? Có ai không cứu tôi với? Mau dừng lại. Tôi đã gọi cho lực lượng an ninh của khách sạn này rồi. Họ đang đến đây đấy. Em có sao không? Em không sao. May mà có anh đến giúp. Giúp em đi ra khỏi chỗ này với. Thật ra Huy không phải là người tốt, nhưng mà anh ta nói cũng có phần đúng đấy. Thật sự là anh không xứng với em. Kìa,
anh không được nói những lời ngông nghênh như thế. Tuy em có là tiểu thư thật, nhưng em không phải là người có định kiến về giàu nghèo. Anh chỉ sợ người khác nhìn vào mình, rồi người ta cứ soi mói nó ra nói vào, tội em lắm. Nếu như mà em sợ miệng đời như thế, thì ngay từ đầu em đã không có tình cảm với anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Ngược lại, hôm nay anh làm em lo chết đi được. Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Hôm nay khi biết tin mà em gặp chuyện, anh chỉ ước là anh mọc em một đôi cánh ra để tới chỗ em thôi. Anh ngốc quá. Mà sao anh biết khách sạn ở chỗ em mà đến? À, mọi chuyện là thế này. Anh Toàn, cái Dương nó gặp chuyện rồi đấy. Cô nói sao cơ, Dương gặp chuyện gì? Cái Dương nó bị thằng Huy nó bắt đi rồi. Tôi nói như thế là anh đã hiểu là cái Dương bị làm sao rồi đấy. Cái thằng khốn đó, sao nó dám làm vậy cơ chứ? Này, anh định đi đâu đây? Anh không biết nó ở đâu đâu. Làm phiền cô cho tôi địa chỉ được không? Đây, vị trí của nó đây này. Được rồi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Mong là anh Toàn đến kịp. Thì ra là cậu ấy. Anh thấy cô ta có vẻ là người tốt, và ít ra thì cũng tốt với em đấy. Có chuyện này chắc anh không biết. Thực ra Thư đã thích Huy từ lâu rồi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy à? Nhưng mà ít ra thì cô ấy cũng kịp thời thông báo cho anh biết em đang ở đâu. Anh nói đúng. Không cần biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng mà chỉ cần nhìn vào những việc cô ấy đã và đang làm thì cũng đủ để em nợ cô ấy một lời cảm ơn rồi. Yes! Cái thằng khốn nạn đó có gì hơn mình chứ? Tại sao cô ấy lại cho nó chứ? Thôi, cậu đừng có mà kiểu tức giận là hại thân mình như thế chứ. Không tiếc tiền ý, thì cũng phải tiếc đôi tay của mình chứ. Đập phá đồ đạc nhìn như thế, cậu không thấy đau tay đấy à? Nhà tôi thiếu gì tiền? Thích thì cứ đập hết cái nhà cũng được. Tôi có bảo là cậu thiếu tiền đâu, nhưng mà cậu đập nhiều như thế, đau hết cả tay cậu ra ấy chứ. Cậu có phải là tôi không mà cậu hiểu? Tôi đã theo đuổi cô ấy 3 năm trời rồi. 3 năm trời chân thành như thế mà cô ấy không hề đáp lại đấy. 3 năm quen nhau không bằng cái thằng nhà nghèo kiết xác mới quen được 3 tháng. Cậu đừng có nói thêm bất cứ một cái gì nữa. Nếu mà muốn ấy, tôi sẵn sàng tháo rỡ tung căn nhà ấy lên luôn đấy. Thôi, cậu đừng có buồn nữa. Tôi biết là Dương không yêu cậu, nhưng mà còn có tớ mà. Tớ yêu cậu mà. Này, tớ biết là mình hơi đường đột, thế nhưng mà nhìn cậu đau khổ như thế này, tớ cũng thấy đau lòng lắm. Hay là để hai trái tim cô đơn này được sưởi ấm cho nhau nhá. Nhưng mà bây giờ trong lòng tôi chỉ có sự oán hận thôi. Hãy để cho tớ được sưởi ấm trái tim của cậu nhá. Nhưng mà bằng cách nào? Thế nào? Thấy cách của tớ có ổn không đấy? Cách này hay đấy. Có chuyện gì mà em đăm chiêu vậy? À, không có gì. Chỉ là đột nhiên Huy lại mời em và chỉ đích danh anh đến dự tiệc. Cậu ta mời mình đi ăn tiệc sao? Đúng vậy. Trong thiệp chẳng ghi rõ lý do gì cả. Chỉ nói là mở một bữa tiệc dành cho bạn bè thân thiết. Nhưng lại chỉ đích danh là em sẽ đi cùng với anh. Em linh cảm là chẳng có gì tốt đẹp cả. Thôi, hay là mình đừng đi. Không sao đâu. Nếu như cậu ta đã mời anh rồi thì mình cứ đi đến đó thôi. Dù cậu ấy không nói rõ, nhưng em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ mời những người con cái nhà quyền quý đến đây. Lại còn mời anh đến nữa, chắc chắn là để sỉ nhục anh rồi. Thôi, nghe em đi, tốt nhất là mình đừng đi anh ạ. Chẳng có gì hay ho hết. Không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Nếu như cậu ta muốn thì anh sẽ đi. Và anh hứa với em rằng cậu ta không thể làm gì được anh đâu. Hi. Hello, xin chào đại tiểu thư. Nhưng mà hôm nay là em đến hơi muộn đấy. Chẳng phải là tôi đã đến rồi hay sao? Cậu đến rồi đấy à? Bọn tôi cứ đợi cậu mãi. Mời Toàn. Hôm nay là tiệc gì thế? Ôi trời, có cái vụ gì đâu. Biết tính của anh Huy rồi còn gì nữa.
anh ấy cứ thích lên ấy là anh ấy tổ chức thôi, có nhân dịp gì đâu. Giới thiệu với mọi người, đây là Toàn, người yêu của Dương đấy. Hóa ra đây là người đã đánh cắp trái tim của tiểu thư xinh đẹp hay sao? Này, cậu có bí quyết gì đấy? Trông ăn mặc bảnh tỏn như này chắc chắn cũng phải là thuộc giới trông anh thế Việt đấy đúng không? Này, tôi tiết lộ cho hai người biết nhé. Đây là một nhân viên rất cực kỳ ưu tú luôn, trong nghề móc cống. Cái gì cơ? Tôi vừa nghe cái tin động trời ở đây à? Này, tai tôi nó có vấn đề gì không nhỉ? Tôi vừa nghe thấy cái gì đúng không? Tôi sẽ kiểm tra với nào. Bình thường. Không nhầm đâu. Đáng buồn ở chỗ đấy đấy. Khi mà tiểu thư Dương của chúng ta lại đi chọn một nhân viên móc cống để làm bạn con trai đấy. Này này, tôi hỏi tí. Cô ta là có bị khùng không mà chọn người yêu làm nhân viên móc cống nhỉ? Mà này, tôi thắc mắc một cái nhá. Là cái bộ quần áo đấy của cậu này, cậu có đủ tiền để tự mua không hay là tiền của bạn gái? Chắc là đào mỏ 100% chứ còn gì nữa. Các người quá đáng vừa rồi. Dù anh ấy làm nghề gì đi chăng nữa thì tôi cũng không bận tâm đâu. Còn anh nữa, tôi vốn dĩ đã đoán được ra rồi, nhưng mà tôi không ngờ là anh lại quá đáng đến như vậy đấy. Anh, mình về thôi. Mau đi thôi, anh định đứng ở đây để cho người ta sỉ nhục nữa à? Dạ thưa anh, rất tiếc mà phải thông báo với anh là bên anh đã hết giờ rồi. Đã hết giờ đâu, vẫn còn 30 phút nữa cơ mà. Dạ thưa anh, thật ra là đã có người đặt trước anh và anh ấy còn trả tiền gấp 3 lần cơ ạ. Thằng nào mà giàu hơn cả tôi vậy? Mà cả kể như thế thì quy định của nhà hàng này vẫn là ai đến trước thì dùng trước cơ mà. Thưa anh, thật ra là vị khách ấy đặt trước anh cơ. Thế nhưng mà sau khi mà biết là anh có tổ chức tiệc ở đây, thế nên là anh ấy đã chấp nhận lùi lại bữa tiệc của anh ấy đằng sau. Rốt cuộc thì ai đã là người đặt bán chứ? Dạ thưa chủ tịch, anh cũng tham gia bữa tiệc này à? Anh nói cái gì cơ? Cái thằng móc cống này mà là chủ tịch á? Đây chính là chủ tịch của FVM. Và anh ấy cũng chính là người đặt bữa tiệc sau bữa tiệc của anh ạ. Tiền anh thu xếp để cho chúng tôi còn trang trí lại. Anh, mọi chuyện anh ấy nói là thật sao? Anh là chủ tịch, tại sao lại đi móc cống? Thật ra anh không muốn giấu em đâu. Trong quá khứ, em gái của anh vô tình ngã xuống cống rồi mất. Từ đó, anh đã ám ảnh và xung phong làm công việc này. Anh làm việc này cũng vì một phần dày dứt nỗi đau không cứu được em gái. Sau đó thì anh gặp bạn em. Và anh cũng lời giải thích với họ. Thì ra là từ trước đến nay anh luôn giấu em việc này à? Nhưng mà từ trước đến giờ em đâu quan trọng về chuyện này đúng không? Và bây giờ anh cũng không muốn giấu gì em nữa. Cậu em mau chuẩn bị đi. Trang hoàng nơi này là nơi đẹp nhất để tôi cầu hôn với cô ấy. Dạ vâng ạ.